Tên đèn về. Đến giờ đi ngủ rồi, hãy làm đẹp cùng Jenny anh nhé. Đầu tiên thì em sẽ làm sạch da mặt với sữa rửa mặt DNA cá hồi. Cái sữa rửa mặt DNA cá hồi này thì nó phù hợp với tất cả các loại da, da khô này, da nhờn cũng được này, mà cái đặc biệt là cái da bị kích ứng đó. Cái sữa rửa mặt DNA cá hồi này thì đối với cái da kích ứng và da khô thì rất là phù hợp luôn. Trước đây thì da em cũng bị khô nhá, rất là khô luôn ý, bị chóc da luôn ý. Mùa đông thì nó cứ chóc da mà mùa hè thì nó cứ khô ráp luôn ý. Nhưng mà sau một thời gian em dùng cái sữa rửa mặt DNA cá hồi này thì em thấy nó rất là ưng luôn. Bởi vì cái sữa rửa mặt này nó có cái thành phần của cây lô hội và có thành phần DNA cá hồi. Sau khi mình rửa mặt xong ấy thì nó cung cấp đầy đủ cái dưỡng chất làm ẩm cái da mặt của mình luôn ấy. Nên là sau khi dùng một thời gian thì da em nó không còn bị khô nữa nhá. Nó không khô luôn. Sau khi em làm sạch da mặt xong thì em sẽ dùng cái mặt nạ Lacomax này để cấp ẩm nhá. Cái mặt nạ Lacomax này thì có rất là nhiều thành phần như là nhân sâm này, chất xuất từ hoa hồng này, bột ngọc trai này, chất xuất từ cam tùng này, chất xuất từ cam thảo này, từ vitamin E này, và chất xuất từ lô hội này, và rất là nhiều cái dưỡng chất khác nữa nhá. Cái mặt nạ Lacomax này thì giúp giữ da này, giữ ẩm cho da này, cho làn da của chúng mình sáng mịn, góp phần làm mờ các nếp nhăn và thâm nám trên da, ngăn ngừa quá trình lão hóa da, sớm bảo vệ da khỏi cái tác nhân của ánh nắng mặt trời nhá. Da khô nhá thì hãy đắp mặt nạ Lacomax này nhá. Rất là thích và phê luôn các chị em ạ.